Chào anh em, Thành đã quay trở lại ở đây. Thì hôm nay là vlog thứ ba của mình làm về cách xử lý nhạc trong lúc quay phim. Như tiêu đề video thì hôm nay mình sẽ làm về cách mình đã xử lý nhạc như thế nào trước lúc mình quay và hậu kỳ. Ok, mọi người xem thử nha. Trước tiên là mình sẽ tìm một bài nhạc của mình thật sự mình thích, và bài nhạc đó sẽ cho mình cái cảm xúc nhiều nhất để mình thực hiện cái dự án của mình. Nếu như bài nhạc đó mà mình nghe mình không thích thì mình sẽ không có mood để làm, đúng không? Thì ok, mọi người phải tìm ra một cái bài nhạc của mình thích. Không nhất thiết phải là nhạc thị trường đâu. Mình thì mình sẽ không chọn nhạc thị trường, mình sẽ chọn những cái bài nó rất là lạ và ít người nghe. Cái việc xử lý nhạc này hầu hết sẽ ảnh hưởng tất cả các kiểu video, giống như là travel nè, highlight nè, video video cũng chẳng hạn, cũng rất nhiều trailer đấy, hay là lookbook bút đấy, là những cái mà hầu hết là đều xài nhạc nền. Và nhạc nền thì phải cho truyền cảm xúc cho người xem cùng song song với khung hình nữa. Thì cái đầu tiên mình sẽ chọn nhạc. Ok, giờ mình bắt đầu nha. Thường á thì trước tiên á là mình nên chọn một phân đoạn trong bài nhạc thôi. Thường thì mình sẽ chọn đoạn rock của bài nhạc. Tất cả các bài nhạc hầu hết thì cái đoạn rock của nó sẽ có rơi vào 4 khuôn nhạc hoặc 8 khuôn nhạc tùy. Nếu mà nhạc nó nhanh á thì mình có thể đếm thành 8 khuôn, còn nhạc nó chậm mình có thể đếm thành 4 khuôn cũng được tùy. Cái đoạn rock này mình cũng đã đếm rồi, nó được là 4 khuôn nhạc. Mình giải thích một xíu về khuôn và nhịp. Có nghĩa là trong một bài nhạc nó có rất là nhiều khuôn, nhưng mà thường giống như mình nói là cái đoạn rock nó sẽ rơi vào khoảng mình sẽ chọn khoảng 4 khuôn rock hoặc là 8 khuôn rock. Thì mình sẽ lấy cái đoạn rock thôi, và một cái khuôn dạo trước đó nữa là 9 khuôn, hoặc hai khuôn dạo trước là 10 khuôn. Trong một khuôn nó sẽ có tới 8 nhịp, thì 1 2 3 4 5 6 7 8 là 8 nhịp. Thì ok, bây giờ mình sẽ đếm nhịp từ khuôn rock trước, sau đó rồi mình cắt nhạc nha. Bài này mình đếm rồi 8 khuôn rock, và mình sẽ lấy thêm hai khuôn dạo nữa. Giờ mình sẽ đếm luôn rồi mình cắt luôn cho mọi người coi nha. Mình đếm rock trước. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 6 7 8 3 2 5 6 7 8 4 5 2 3 4 6 2 3 4 7 2 3 4 8 2 3 4 5 6 7 8. Ok, đây là hết 8 khuôn. Mình sẽ cắt thêm hai khuôn dạo nữa. Rồi, mình nhảy ra đây. Ok, 1, 2, 3. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, drop 1, 2, ok, 10, 4, 5. Đây là 10 khuôn. Ok, mình sẽ mở cái này lên là cho mình coi. Rồi, đây là 10 khuôn nhạc mình đã cắt rồi. Thì mình sẽ xuất cái này ra, thêm hai cái constant power đầu đuôi rồi. Ok, mình sẽ xuất cái này ra. Lúc mình quay mình sẽ quyết định là mình đếm nhịp để cho mình quay dễ hơn, hay là mình sẽ mở nhạc để mình quay, thì tùy vào khả năng của mình. Nếu mà mình đếm nhịp được thì tốt. Mình sẽ phân bố nhịp ra là nhịp này làm gì, nhịp này làm gì. Mình sẽ có thể tăng giảm nhanh chậm được trong lúc mình đếm. Thì khi mình về mình hậu kỳ mình có thể speed ramp lên nhanh lên cũng được. Khi mình kiểm soát được nhịp thì nó vẫn tốt hơn là beat. Mình mở beat thì mình phải đu theo beat, mình phải nghe được nhạc hay hơn, kỹ hơn nữa. Ok, đây là một bài. Cái bài này là mình chọn trong project này rồi. Thì mình sẽ lấy thêm một bài nữa. Bài này hồi nãy mình đếm mấy lần rồi. Bài này của anh Daniel Schiffer quay luôn. Ok, mời sẽ coi anh sẽ xử lý nhạc như thế nào. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 2, 3, 4, 5,
6 7, drop 4 là 4 khuôn rock và 4 khuôn dạo. Mọi người nghe nãy mình đếm rồi đó, 4 khuôn dạo và 4 khuôn rock. Nếu là mình sẽ cắt nhạc ra là mình sẽ lấy 4 khuôn rock và 1 khuôn dạo, đúng không? Mình sẽ có là 1 khuôn dạo để mình dắt người xem vào câu chuyện, và bắt đầu khuôn rock để cái cảnh gì đó thiệt là mạnh vào, để người xem thấy ấn tượng và họ muốn xem tiếp. Đó là cách dắt của mình. Thì mỗi người có một kiểu cách dắt của mình, đó là 5 khuôn tất cả nha. Đối với cái bài này rồi, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái kịch bản của mình viết. Thì mình chỉ viết là viết sơ sài thôi, viết cho mình dễ hiểu thôi, chứ người ta đọc vô người ta cũng chả hiểu đâu. Cái này kịch bản mình viết video handheld, nhưng mà với một anh dancer nhảy tút tinh thì cũng khó hiểu lắm, tại vì mình viết hầu hết là về chuyển cảnh và động tác thôi. Này, một khuôn dạo đầu mình sẽ là anh sơn ngồi buồn chán, là các cục Lego đổ rớt ra một khuôn dạo. Đó khuôn 1 này, khuôn 2, khuôn 3, khuôn 4, khuôn 5, khuôn 6, khuôn 7, đó, khuôn 8. Đấy là mình có 9 khuôn tất cả. Đó chỉ vậy thôi. Giờ mình sẽ vào cái phần onset để mình xem mình đang quay những cái gì trong đó nha. Trong tất cả mỗi cái shot clip mình ghi ra, nhịp 1 là cái nhịp nhấn, thì mình sẽ đổi tất cả nhịp 1 là chuyển cảnh. 5 5 6 7 8 1. Anh xuống bàn, anh xuống ngay đây hả ta? Anh sẽ xuống trước mặt. Okay, ngay trước mặt nha. Okay. Lên. Tay đặt xuống chứ. Năm, sáu, bảy, tám. Một, hai, ba, bốn. Năm, sáu, bảy, tám. Ok, đẹp. 7, 8 và 1 là chuyển cảnh, mình sẽ bend máy xuống dưới luôn. Cái tiếp này thì mình sẽ bend từ bên dưới lên, tại nãy mình bend từ bên trên xuống, giờ bend từ dưới lên. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 là chuyển cảnh, đập xuống bàn tiếp tục, 1 là chuyển cảnh. Kết quả là như thế này. Mình quay là mình chọn nhạc, cắt nhạc và đếm khuôn, sau đó mình dừng kịch bản. Thì mọi người có thể áp dụng trong mọi trường hợp lúc mọi người quay thôi. Rồi trước lúc mà mình quay thì mình cũng nên đếm nhịp để mình đảm bảo cái thời lượng cái sản phẩm mình ra lúc mình về mình dựng nó cũng dễ dàng hơn, là cái thời lượng nó sẽ chính xác hơn nếu mà mình đếm nhịp. Còn nếu mình không đếm nhịp, mình tính dây thì nó sẽ không khớp vào đâu cả. Nói chung là mình sẽ làm việc tất cả mọi thứ qua âm nhạc, là phải làm việc với âm nhạc song song với nhau. Thì về mình edit nó rất là dễ dàng, mình không mất nhiều thời gian để edit đâu. Ok, video này tạm thời tới đây thôi, giờ cũng trễ rồi. Ok, bye bye mọi người.